Chào chị đến với kênh channel của Tiến Nguyễn. Ngày hôm nay thì rất là vui, ngày thì em có tận dụng cái thời gian buổi tối của mình để review một dòng sản phẩm cho anh chị. Và đây là dòng sản phẩm là Malata, Malata E6 và được mệnh danh là dòng lo đi biển, dòng lo du biển đi biển còn đi du lịch. Thì ở đây thì ở đây là dòng lo sách tay nha anh chị, sách tay nhỏ dễ thương, nhỏ nhưng mà âm thanh thì không nhỏ xíu nào. Thì xíu nữa em sẽ test âm thanh cho anh chị nghe nha. Ở đây thì nó có cái dây đeo nè. Mình đeo tùy thích, nào bên đây hoặc bên đây cũng được, nó tiện cho quá trình anh chị đi du lịch, đi biển. Rồi ở nhà mình vẫn sử dụng được luôn nha, chứ không nói là đi du lịch, đi biển ở nhà sử dụng không được thì cũng không phải như vậy. Ở đây thì em cũng review cho anh chị, chia sẻ cho anh chị những chức năng của cái lo của chúng ta. Thứ nhất thì cái nút nguồn này, không? Ở đây thì nó cũng giống như những tất cả những cái dòng lo khác thôi anh chị. Nút nguồn, input là chế độ ghi âm, rồi cái lay là chơi âm, review, lay net audio. Ở đây nó hỗ trợ cho anh chị dắt ngõ cắm audio để mình kết nối với tivi hoặc là laptop. Đây là kết nối với USB, ở đây thẻ nhớ. Ở đây thì nút victory là chế độ hội nghị hay là chế độ MC. Đấy, đây ngõ 6.5 để anh chị kết nối với lại mic có dây. Ở đây thì anh chị chỉnh được là mic phone, echo, bass, chép của nhạc. Rất là dễ thương nha anh chị, nhỏ nhắn. Nhưng mà cân nặng nó phải chắc khoảng 6 kg á, nó không nhẹ. Dễ thương. Đó là vỏ thùng của nó này. Cái thùng em khui ra em để đây. Kích thước của nó là 390 nhân cho 230 nhân cho 330. Tính luôn vỏ thùng nha anh chị. Đây. Dễ thương. Malata E6 là dòng loa mạnh như là dòng loa đi biển, đi du lịch, đi chơi. Rất là tuyệt vời. Thì đây em sẽ mở nguồn. Rồi em sẽ kết nối nhạc với điện thoại Asus Infonom cho anh chị. Đây, khi mở nguồn xong anh chị bấm chữ nút input. Đó, nó có chế độ là Bluetooth để chữ Bluetooth ấy. Rồi, mình vô phần cài đặt của điện thoại anh chị. Vô phần cài đặt. Rồi anh chị vô phần Bluetooth. Đó, mở Bluetooth rồi mình vào thiết bị. Rồi mở kết nối. Ở đây nó để là M audio nha anh chị, M cộng audio. Dòng loa Malata là có cái ký hiệu riêng của Bluetooth đó, M cộng audio. Dạ. Đây thì em đã kết nối rồi. Đây em sẽ mở một bài nhạc test lo. Ở đây thì em chỉnh tất cả cái nút âm lượng thì có khoảng 50 nha anh chị. Em mở nhạc test lo. Một bài nhạc mở cho anh chị. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở đây thì mic go em để có khoảng 50. Với echo thì cũng 50 luôn nha anh chị. Sẽ em hát thử một đoạn nhạc cho anh chị nghe nha. Xây giấc mộng ban đầu, yêu người thợ mới đôi mươi, em đang đồ trắng tròn. Vâng, thì cái mic go của chúng ta rất là nhẹ. Rất là nhẹ, rất là dễ hát. Alo, 1, 2, 3, 4. Đây là tăng lên 70 nè. Alo, 1, 2, 3, 4. Khi mà anh chị mở lớn thì nó sẽ bị hú. Khi mà mở lớn thì cái khoảng cách tốt nhất thì mình ngồi thì ít nhất có khoảng tầm 3 đến 4 mét là khoảng cách tốt nhất. Dạ, khi mà mở lớn lên anh chị.
alo 1 2 3 4 5 6. Cái beat go của nó nhẹ rất là dễ hát. Rất là tuyệt vời luôn anh chị ơi. Nghe nhẹ nhàng thì cũng hay, nhưng mà nó tiện quá trình mà anh chị đi du lịch, đi biển á. Cái beat nó cũng nhẹ dễ hát karaoke lắm. Nó nói là hát hay thì không bằng hay hát. Thật ra thì em hát thì nó không được hay cho lắm, nhưng mà cái lo thì thông qua em nghe âm thanh của nó rất là hay, cũng như là nói chuyện thì cái mic của nó rất là nhẹ. Thì nghĩ rằng thì anh chị mà đã đam mê về giọng hát, đam mê về karaoke thì mình sẽ sử dụng chiếc lo này là rất là tuyệt vời luôn. Dạ. Dạ, địa chỉ của em đang kinh doanh là 448 xe 29 đường Phan Quyết, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và điện thoại của em thì 0915 486 462, hoặc là 0962 809 867. Và nếu anh chị mình đã xem qua cái đoạn video này thương tình thì bấm nút đăng ký và nhớ đánh bấm thêm cái chuông nữa để ủng hộ đón nhận những cái video tiếp theo. Và khi mà anh chị bấm đăng ký kênh, nó cũng là một món quà tinh thần để trong thời gian tới thì em sẽ có những cái video hay hơn và những cái video sẽ sắc nét hơn. Thì do là thời gian là buổi tối á, nên em không có dám mở nhạc lớn, tại vì cũng ảnh hưởng làm sơ hàng số, thì cũng mở nhạc ở mức độ 50 thôi. Cũng chia sẻ cùng với anh chị. Dạ, Malatai 6 xin nhắc lại nha anh chị. Dạ, Malatai 6 với giá là 1.750.000. 1.750.000. Nó vừa hát nhạc ở nhà, vừa tiện cho anh chị đi du lịch, đi biển, đi chơi, mình tiện để mình mang theo xe, nhỏ gọn mà xách tay. Bên cạnh đó nó có cái dây đeo, rất là tuyệt vời. Thì anh chị cũng biết rồi đó, Malata, thì cái dòng Malata thì âm thanh của nó rất là hay. Dạ, thì anh chị vui lòng nhớ đăng ký kênh, ủng hộ em đó nha, đăng ký kênh. Thì trong quá trình em review, có gì sai sót, có gì sơ xuất thì mong anh chị bỏ qua. Hay là có gì mà cần góp ý thì anh chị cứ comment vào phía bên dưới. Rồi em xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi chúc cả nhà mình một ngày mới niềm vui và hạnh phúc. Dạ, xin thân ái chào tất cả anh chị.